Xin chào các bạn đã đến với kênh của cô Mai. Chúc các bạn mình ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Hôm nay mình mua được cái bột măng mạnh tông nè các bạn. Mình mua cái giò heo. Mình sẽ làm cái món bún giò heo, bún măng giò heo. Ăn kèm với lại rau giá. Rồi xin mời các bạn khi yêu thích cùng vào bếp với mình nha. Giò heo đó, mình nhờ cái ngoài chợ đó các bạn chặt cái xương giùm cho mình, rồi mình về mình chặt, mình khứa phanh phanh lại dễ dụng nha. Bỏ vô đây mình bắt nồi nước nè, mình để vô đây nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê muối. Lúc nào mà mình trụng thì mình cũng để vậy đó, để cho nó có độ ngọt cho thịt nha. Giờ mình thả vô từ từ. Trụng sạch rồi mình rửa, mình mới để vô nồi súp. Trong lúc vợ đương nấu bún măng thì ông xã mình đang chán cái toilet nè. Toilet nè, cái nhà này làm cũng mấy chục năm rồi, thành thử nó xuống cấp. Nó xuống tới đâu làm tới đó, chứ bây giờ không có thể nào mà đập nguyên cái nhà. Vì đồ đạc nhiều dữ lắm các bạn ơi. Đó. Ông xã thấy cái nào mà hơi gịnh gịnh là bắt đầu đập ra rồi chán lại. Đi mua cái máy cắt cắt gạch đi về làm nữa. Đây cái toilet này bên đây của mình, bên đây của ông xã, chia phe hết trơn nha. Của mình thì ông xã bữa hổm làm rồi mà chưa dán gạch nè. Ủa dán gạch chưa anh? À chưa quét bê. Đó. Bên đây thì ông xã cũng đập ra. Mục có thấy gì mà nó mục đó các bạn. Nhà mấy chục năm rồi, 4-50 năm rồi, thành thử ra cái cấu kết nó cũng xưa cũ, nó không được mới. Nhà này là nhà của ông bà nội, rồi hai vợ chồng mình nghiệm thu. Ông xã ông lọ mọ ông ông làm. Trời ơi, gặp ở bên Mỹ là giàu dữ lắm, mà mấy đứa cháu nói trời ơi, dượng mà được qua Mỹ là dượng giàu lắm đó. Dượng làm mấy cái này một chút xíu à, hôm qua đập cái gì đó mà vô tay thằng cháu, nổi cái gì hoài cười chết mồ luôn. Mình cũng cho một muỗng, nửa muỗng muối để mình luộc vậy đó, là loại bỏ cái chất độc của măng đó nha các bạn. Măng này nó ngon thiệt, nhưng mà mình cũng uống mấy lần, nhưng mà phải luộc qua những loại bỏ chất độc. Đây là món yêu thích của mình đó. Mình luộc vậy đó. Thì măng mình cũng luộc xong nè. Rồi khoanh giò mình cũng luộc xong luôn. Mình bắt cái nồi nước lên. Mình cũng cho đây một muỗng bột ngọt cà phê ha. Rồi một muỗng cà phê muối. Đó, bây giờ mình thả vô. Hồi nãy là mình luộc cái này nó ra bọt nhiều lắm, thành thử cái nồi súp mình cũng sẽ trong veo, nó không có bọt, không có đục. Đó. Nước ít quá lúc còn mình cho thêm nước vô. Giò heo nó mềm rồi, bây giờ thì mình để măng vô.
Mình nêm ở đây một muỗng nước mắm nha các bạn. Nhà hết đường phèn rồi, mình nêm đường đi, một hai muỗng cà phê đường với một muỗng cà phê bột ngọt. Mình thả mấy cục huyết vô. Giò heo này nó vừa ăn dữ lắm. Rồi măng giò heo mình chín rồi nè. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình. Bây giờ thì mình cho ra tô nha. Mời các bạn ăn bún măng giò heo với hai vợ chồng mình nha. Rồi, xin mời. Ngon quá. Cái này là cái nước trước nè. Cái món này là món mình thích dữ lắm nè. Đây măng đây các bạn ơi. Ngon quá. Măng đây. Đây giò đây. Rồi khoanh giò. Móng giò. Giò huyết heo. Rồi xin mời. Xin mời các bạn nha. Ôi nó ngon. Nó ngon mà nó nóng vậy. Nó nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Quá ngon. Măng tháng này ăn mà khỏi chê luôn. Ăn thử mắm măng. Ăn thử miếng măng. Măng Mạnh Tông. Tháng mưa là coi như là nó non xèo luôn á. Vừa ngon. Vừa non, vừa ngon, vừa rẻ, luôn. Rẻ tiền nữa. Ăn miếng bún. Cắn miếng giò heo cho nó mềm, cho nó mềm chưa? Mềm lắm. Cắn miếng quanh. Không mềm quá mà cũng không có cứng, vừa ăn luôn, rất là vừa ăn, nó còn giữ độ cái độ giòn của nó, ngon quá. Mình nấu kiểu vậy là nó không á, ăn nó không bị ngán, nếu nó mềm quá ăn sẽ ngán. Còn cái măng á thì nói chung là không có nhẫn luôn. Mà
măng mình luộc sơ qua cho nó có chất, nó chất bọc gì đó, nghe người ta nói cho mình cũng dần nữa đó. Nấu măng ta đâu có để cà rốt, mà mình để cho nó màu mè nó đẹp. Tăng lên bằng hấp dẫn hả? Mình là người màu mè lắm các bạn ơi, mình thích cái gì mà nó trẻ trung. Tươi tắn. Ngon quá. Ngon quên lối về luôn. Bữa nay ông Tả cũng thừa nhận rồi đó nha, chứ ông không chịu ăn. Mình đi chợ mình thấy măng nhiều quá, cái mình nói đon nó ra, trời ơi thấy măng phèn quá. Ông Tả nói vậy mời mua làm ăn đi. Có một tháng này là mới ngon. Rồi cũng hên là nó vừa rẻ mà nó lại vừa ngon, không có cái nhẫn của măng. Thử ông xã con chê măng luôn. Mà tháng nắng là nó ăn nó không có mềm mặn lại nhẫn. Mà có cái ngộ nha, em với thằng Bi á thì giống nè. Nó nói mẹ ơi mẹ đừng mua mặn tông nữa, mẹ mua măng tre đi, nó nhẫn nhẫn mới ngon. Mà thiệt, mình thích nhẫn nhẫn vậy đó, nhẫn nhẫn có mùi măng mới ngon. Nói đi, mẹ đừng mua mặn tông nữa, mẹ mua măng tre. Món nó dài dài ngon quá. Tô này lúc là tô khổng lồ. Tô khổng lồ kìa. Nãy mắt lớn hơn cái miệng. Năng táo. Táo này nó ngọt lắm. Cái này là táo Việt Nam nha các bạn, chứ không phải táo Mỹ. Này đúng là táo. Này đúng là táo. Còn Mỹ là kêu bơm hả? Ngon quá. Nó già, nó vàng vàng khè luôn á. Rất cảm ơn các bạn đã ghé ủng hộ cho kênh của mình. Chúc các bạn mình lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, an lành trong cuộc sống. Rồi xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào.